chào mừng đến với Amway. Cơ hội mua sắm, kinh doanh thông minh. Để gia nhập cùng chúng tôi, bạn cần làm thẻ theo hai cách. Cách 1, nộp hồ sơ trực tiếp tại trung tâm phân phối Phaito Cà Phê và các trung tâm hỗ trợ kinh doanh. Cách 2, gửi hồ sơ đến trung tâm phân phối gần nhất qua đường bưu điện. Lưu ý, thời gian xử lý đơn sẽ dài hơn khi bạn nộp đơn qua bưu điện. Bạn có thể gửi chứng minh nhân dân, hình cá nhân cùng mã số nhà phân phối mới qua địa chỉ Zalo của Amway. Bạn sẽ được học luật kinh doanh, bán hàng và các chính sách trả thưởng của Amway. Từ website www.welcome2amway.com hoặc từ chính tuyến trên của bạn. Trước khi trở thành nhà phân phối chính thức của Amway, khi làm thẻ khách hàng nhà phân phối phải đăng ký thông tin khách hàng nhà phân phối trên website www.welcome2amway.com trước khi nộp hồ sơ tại các trung tâm phân phối. Khi trở thành nhà phân phối, bạn có thể mua hàng bằng cách mua sắm trực tiếp tại hệ thống trung tâm phân phối và Phaito Cà Phê. Truy cập website www.amway2u.com.vn, click để lựa chọn món hàng bạn yêu thích. Bạn cũng có thể đặt hàng qua hotline 1800 1700. Amway có các hình thức thanh toán bằng tiền mặt tại các trung tâm phân phối và Phaito Cà Phê, thẻ ATM nội địa tại các trung tâm phân phối và Phaito Cà Phê, e-payment hoặc chuyển khoản qua tài khoản của công ty. Bạn có thể lựa chọn 3 hình thức nhận hàng: nhận trực tiếp tại trung tâm phân phối, giao nhận tại nhà hoặc tại các địa điểm giao hàng của hệ thống Amway trên toàn quốc. Bạn vui lòng mang theo thẻ nhà phân phối hoặc giấy chứng minh nhân dân, căn cước công dân khi đến nhận hàng tại các điểm giao hàng của Amway. Để biết thêm chính sách và điều khoản về giao hàng, địa chỉ, các điểm giao hàng của Amway trên toàn quốc, bạn vui lòng truy cập website www.amway2u.com. Mọi đóng góp và thắc mắc về các chương trình ưu đãi của Amway, vui lòng cập nhật qua các kênh cung cấp thông tin www.amway2u.com.vn, tổng đài 1800 1700 hoặc Facebook chính thức www.facebook.com/officialamwayvietnam. Amway, nơi cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn.